Tam Nhãn Thần Tướng. Người đã thấy chưa? Đây chính là thiết quyền của Đường Tam Tạng ta. Thực lực của ngươi ta thấy được rồi. Có thể đánh lui được ta, trong phạm nhân ngươi là kẻ đầu tiên đấy. Xem ra ta phải chuyên tâm thêm mới được. Ta đã nắm lấy sơ hở của hắn, tiến công đắc thủ. Nhưng mà trong nháy mắt hắn đã lấy lại tử thế yếu. Quả nhiên không phải đối thủ ta có thể ứng phó. Có thể đối phó với hắn chỉ có lần này không ổn rồi. Đường Tam Tạng, ngươi là người khiêu chiến rất thú vị, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Đáng ghét, lại bị hắn áp chế rồi. Nhận thua đi, còn sớm. Muốn đánh bại ta, ngươi phải tốn thêm chút sức lực thật tốt. Ngươi quên còn có bản vương sao? Đường Tam Tạng, đây chính là cái giá mà ngươi mạo phạm đến bản vương. Cố gắng mà hưởng thụ đi. Đáng ghét, ông lão cầu tặc hèn hạ, thế mà lại đi đánh lén. Tiểu quỷ, ngươi làm thế nào mà đuổi được lão già trông coi đó vậy? Là thổ địa Gia Gia giúp một tay. Ngay là thần thổ địa ở Thiên Vũ Sơn. Lại có chuyện như vậy, kỳ quái. Ngộ Không sư huynh, rút thanh kiếm này ra là được phải không? Không sai. Rút thanh kiếm này ra, hồn phách của ta sẽ được tự do. Xem ta đây. Cuối cùng đã tự do rồi. Tiểu quý, ân tình ta thiếu người, tương lai sẽ trả lại. Ta sẽ chuyển thế trùng sinh, làm chuyện nên làm của một con linh chân chính. Sư huynh, huynh muốn đi sao? Chuyện gì xảy ra? Xem ra trước khi đi còn có việc phải làm. Tiểu quý, cho mượn thân thể của người dùng một lát. Cút đi! Sư phụ! Quá đáng ghét! Lão chúng ta sao không bỏ qua cho các ngươi? Đánh chết các ngươi, cái đám đầu heo này! Chư yêu, các ngươi đã hết hy vọng. Đừng cố vùng vẫy vô vị nữa. Ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Đau chết ta rồi. Điện kích. Không còn hy vọng. Lão chư ta nhận sự dạy bảo của sư phụ, đánh nhau với kẻ khác đều giữ lại vài phần. Nhưng bây giờ lão chư ta cũng không quan tâm được nhiều như vậy nữa. Quyền về cậu tập 5 chẳng đáng ghét. Đều đi chết đi.
Nhị Long, con trai ta. Đường Tam Tạng, ta tán thưởng ý chí chiến đấu kiên trì của người. Người là đối thủ phàm nhân đầu tiên được ta tính là có giá trị nhất. Đáng tiếc, người đã thất bại rồi. Chấp nhận vận mệnh của người đi. Không, ta đã thành công rồi. Mục đích của ta chỉ có một. Bây giờ, đã thành công rồi. Nguy hiểm thật, còn tưởng rằng mình không chịu đựng được nữa chứ. Còn ngộ không? Đại sư huynh trở về rồi. Đại sư huynh, huynh trở về rồi. Mọi người cẩn thận, đấy chính là đại yêu trong truyền thuyết, con Ngộ Không. Ngộ Không, phong ấn bị giải trừ rồi, đáng vô dụng. Ngộ Không, 16 năm trước, người đã chết ở trên tay của ta. Ngươi bây giờ cũng chỉ là du hồn dã quỷ, còn không trông sức mạnh gì nữa. Chỉ là một tượng tượng hư ảo, biến mất đi cho ta. Hồn phách của Tôn Ngộ Không nhất định phải nhập vào trên thực thể mới có thể hiện hình. Cũng không phải những hòn đá này. Hắn nhập vào chính là... Sư phụ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngộ Không, con nhập vào trên thân của Bạch Lang. Ta thấy tiểu quỷ này tư chất không tệ, nên mượn thân thể của hắn dùng một chút. Bây giờ Bạch Lang chính là Ngộ Không sư huynh. Ngộ Không sư huynh, mày không sao là tốt rồi. Lão Trương vì để cứu huynh mà tốn rất nhiều sức lực đấy. Đừng có tới đây. Ta thế này mà nói là không sao à? Còn nói đùa cái gì? Ngộ Không sư huynh, ta đã chết rồi, ta đã bị chém đầu rồi, bây giờ cũng chỉ là một cô hồn vô chủ. Tôn Ngộ Không ta không sợ trời, không sợ đất, cho dù cả thiên thần Phật tới tìm ta để đánh nhau, ta cũng không hề sợ. Xin lỗi, Ngộ Không. Ta là đến để nói lời xin lỗi. Con nói đúng. Ta nên tin tưởng con. Nhưng ta không tin. Là ta sai rồi. Ngộ Không, xin lỗi. Ta đến là vì câu nói này. Con không còn muốn giận dữ nữa luôn rồi. Vậy thì thôi vậy. Sư phụ, người bị thương không nhẹ, mau dùng tâm kinh xoa dịu đi. Việc ở đây giao cho con xử lý. Hồn phách của con chỉ là tạm thời nương nhờ trên cơ thể của Bạch Lang muốn đánh. Quá miễn cưỡng rồi. Cơ thể của con yêu quái này rất thích hợp với con, đủ để con phát huy 100% sức lực. Vừa hay chào hỏi người bạn cũ này.
Có phải không? Ba mắt. Tôn Ngộ Không, cho dù ngươi dùng toàn lực cũng không phải là đối thủ của ta. Huống hồ là bộ dạng này. Nếu đối phó với ngươi, tầng này là đủ rồi. Không, giống với 6 năm trước, đánh bại kẻ không thể dùng toàn lực tác chiến như người sẽ không làm ta vui vẻ. Hôm nay, việc của ta là thu hồi kỳ kinh. Người cứ thế rời khỏi con đường âm gian, ta sẽ không cản trở người. Ngươi đang nói chuyện cười gì vậy? Chi bằng ngươi cũng âm thầm mang người trở về, ta cũng sẽ không cản trở ngươi. Thế nào? Xem ra ta chỉ có thể giết chết ngươi lần nữa. Bát Giới Ngộ Tịnh, đại sư huynh, chuyện gì vậy? Các đệ phụ trách bảo vệ tốt cho sư phụ. Ta đi đánh bại kẻ lo chuyện bao đồng. Sư huynh yên tâm đi. Ngộ Không, ta có một loại cảm giác thời gian đảo ngược, giống như quay lại thời gian đó. 16 năm nay tất cả đều đang thay đổi, nhưng nụ cười quen thuộc đó vừa nhìn đã hiểu được. Tôn Ngộ Không vẫn là Tôn Ngộ Không, không đổi. Sư đồ nhà người hoài niệm xong chưa? Ba mát, ngươi vội như vậy làm cái gì? Muốn bị ta đánh bại như vậy sao? Bị nhốt dưới đáy biển mười mấy năm, cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện thân thủ rồi, làm sao có thể tạm tạm chứ? Binh đoàn Hoa Quả Sơn, ra đây! Đại vương rất lâu rồi chưa gọi chúng ta ra giúp đỡ. Tam Nhãn Thần Tướng, Binh Lính Thiên Quân, mọi người nghe rõ đây. Tề Thiên Đại Thánh của Thủy Liên Đồng Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không ở đây. Không sợ chết thì lên đây cho ta. Âm thanh cổng chiêng ồn ào thế này rất nhiều năm rồi chưa được nghe. Đại sư huynh vẫn cứ khoa trường như vậy. Giúp nó đi. Binh Lính Thiên Quân, chú ý tập trung, đừng bị nhiễu loạn. Rõ. Tôn Ngộ Không, những trò này có tác dụng gì? Ba mắt, ngươi vẫn vô vị như thế nhỉ? Không có tác dụng, vậy thì thử cái này đi. Rất xa đấy. Không tệ. Xem ra không giải quyết Tam Nhãn Thần Tướng trước, mọi người cũng không cách nào lên đường rồi. Sư phụ, mọi người ở đây chờ ta nhé. Con sẽ trở lại. Nhận mục lệnh của ta. Tôn Ngộ Không, hôm nay kết liễu người ở đây. Người đó khoác cái gì đấy? Tam Nhãn Thần Tướng, hôm nay ta phải báo mối thù chặt đầu năm đó rồi. Kết cục của người chỉ có tiếp tục thất bại, hơn nữa còn phải bồi thường tính mạng của Bạch Lang. Lần này không dễ vậy đâu.
Nhị Long, con trai của ta. Cha, vì sao lại thế này? Ngủ đi, con trai. Báo thù cho con. Chư bát giới, còn có đám người các ngươi xông vào cấm địa Nam Hải của ta, phá hoại làm loạn, còn giết con trai ta. Món nợ này mới tính thế nào? Là ta làm đấy, thế nào? Làm ra việc chết đậm trời đất. Quyền bởi TV2 chẳng làm ra phải có đạo lý. Cầu tặc Nam Hải các ông làm việc xấu vô kể, còn muốn cắt lại ta. Tiện nhân chết rồi không đáng tiếc. Các người ép người quá đáng. Tưởng rằng Nam Hải của ta không có người sao? Có thì qua đây đi, đừng nhiều lời. Hình như là thực sự không có người. Long Vương, xin bất giận. Bây giờ không phải là lúc ra tay. Ngao kiểu thế điệt, cứ đến đúng lúc lắm. Đó là con trai của Đông Hải Long Vương, đại ca của Ngao Tuyết. Con trai của Đông Hải cũng đến rồi. Ta phụng mệnh phụ vương hỏi thăm Nam Hải Long Vương, thật không ngờ gặp phải Nhất Long Huynh đang ác đấu với xá đệ ở dưới biển, vì thế nên ra tay giúp đỡ. Nhất Long bị thương. Phụ vương, còn muốn giết sạch bọn chúng. Giết sạch bọn chúng. Nhất Long, con sao rồi? Con bị Ngao Tuyết đâm mù mắt. Hắn đánh không lại con nên giở mánh khóe. Phụ vương, ngươi phải ra tay giúp con. Cái gì? Thật sự là ép người quá đáng. Ngao kiểu thế điệt, nhìn thấy rồi chứ. Nhị Long đã chết thảm, Nhất Long cũng bị trọng thương. Long tộc chúng ta sắp bị treo lên đầu rồi. Người hãy liên thủ với bản vương, diệt sạch lũ này. Xin lỗi, ta không định ra tay. Người có ý gì hả? Thế điệt, người mang trên mình danh xưng người dũng cảm của Long tộc, có trách nhiệm bảo vệ tôn nghiêm của Long tộc. Đám người này đến Nam Hải giết người phóng hỏa, người lẽ nào có thể dương mắt nhìn? Làm gì có phóng hỏa? Nhị sư huynh, là Bạch Lang, là Hỏa Long Hồn, có tính là phóng hỏa không? Để ở phe nào thế hả? Thế điệt, Đông Hải Nam Hải vốn là một nhà, không sai. Sao lẽ là vậy? Nhưng mà vì sao Đông Hải trước giờ chưa từng nghe qua? Chỗ này nhốt đại yêu trong truyền thuyết Tôn Ngộ Không. Thế điệt, cái này, việc này trước khi được điều tra rõ ràng, ta không thể ra tay. Ngạo Kiểu Huynh, Ngạo Tuyết hủy một mắt của ta, ngươi ít nhất giao nó ra đây. Không được. Trừng phạt của hắn do Long tộc quyết định. Đây là truyền thống của Long Nhân. Tâm tình của ngài ta hiểu, nhưng không thể phá bỏ quy củ. Ông chính là Đại Pháp Sư Đường Tam Tạng, nghe danh đã lâu. Xá đệ Ngao Tuyết năm đó, hoặc là Đại Pháp Sư luôn bên cạnh chăm sóc nó. Không sai, nó luôn bên cạnh ta. Thật sự rất cảm kích. Có điều, hôm nay ta gặp lại đệ đệ, lẽ ra nên mang nó về gặp phụ vương. Cậu muốn mang nó đi? Đúng là ý này. Không được. Ngao Tuyết đi cùng ta bao nhiêu năm nay, không chỉ một lần thể hiện rằng hà chết cũng không muốn trở về Long tộc. Cho dù cậu là huynh trưởng của nó, cũng không thể ép người quá đáng chứ. Tính tình của nó chắc chắn Đại Pháp Sư cũng rõ. Nó ngây ngô dại dột, nói chuyện hay làm việc đều không chắc chắn. Cho dù nó hận Long tộc, cũng không thể xem là thật. Chỉ mấy câu nói cũng không thể xem là thực sự hận. Về với nơi chôn rau cắt rốn mới là đạo lý hiển nhiên. Nhưng mà trong lòng nó ác thú, phải dùng pháp thuật của ta để giải cứu. Đại Long tộc, các pháp sư quen thuộc với chú thuật rất nhiều. Chú ác chú này không đáng nhắc đến. Cái tên này miệng lưỡi thật ghê gớm. Sư phụ sắp thua rồi sao? Còn nữa,
Ta chăm sóc nó 16 năm, mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ, món ăn này tính thế nào đây? Còn có chuyện này sao? Chỉ tính tiền ăn uống cũng không ít đâu. Này, không trả tiền, đừng hòng đi. Đại Pháp Sư, ông không cần lo lắng. Đông Hải Long Tộc có nợ sẽ trả. Đừng có chém gió với ta chữ tín của Đông Hải Long Tộc các người. Muốn trả thì trả bây giờ, bằng không thì để người lại. Đủ không? Nếu không đủ, còn có rất nhiều. Hắn trên người hắn sao có thể nhét được nhiều vàng thế này chứ? Thế này thì không còn gì nữa đúng không? Đại Pháp Sư, vậy cáo từ. Cảm ơn sự chăm sóc của ngài mấy năm qua. Cảm ơn sự. Này, Nam Hải có bất kỳ vấn đề gì, Long Tổng Pháp Viện đều sẽ xử lý thỏa đáng. Tin tưởng rằng chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại nhau ở đó. Các vị, tại hạ cáo từ trước. Hắn đi rồi. Sư phụ, chúng ta có cần chơi xấu không? Không. Muốn chơi xấu nắm đấm cũng phải đủ chắc chắn. Thôi vậy, có lẽ Ngao Tuyết cũng là lúc nên quay về nhà rồi. Bác giới, thu vàng lại trước, đến thành tiếp theo có thể mua một chút đồ. Không có vị gì khác chứ. Sư phụ, con muốn mua đồ cho lợn ăn. Vậy phải đợi Ngô Không đánh xong rồi nói. Nghỉ ngơi trước đã. Vâng thưa sư phụ. Phụ vương, người xem dáng vẻ thư thái của bọn chúng, còn tức không thể đánh cho chúng một trận. Đừng vội, bọn này chạy không thoát đâu. Hơn nữa, muốn đối phó với chúng, không chỉ có chúng ta, mà người cùng nhau qua đó bao vây bọn chúng. Rõ. Duy trì theo dõi cẩn thận. Nhất Long, còn xem, thiên quân tinh nhuệ sẽ không để bọn chúng chạy đâu. Đợi thần tướng quay lại chính là lúc bọn chúng phải chết. Không khiến bọn chúng tứ mã phanh thây, đó là hạ cục tức trong lòng con. Nhất định bản vương muốn lột da xẻ thịt bọn chúng, tế vong hồn của Nhị Long. Đau quá. Không hổ là con chó trung thành của thiên giới. Không cẩn thận thì bị người cắn chết cũng không buộc. Tôn Ngộ Không, trách nhiệm của ta là lấy kỳ kinh về. Công việc của ta cũng chính là ngươi. Trách nhiệm là trách nhiệm. Bà mắt, ngươi còn biết nói cái gì khác không? Ngươi bao lâu chưa nghỉ ngơi rồi? Thế ra một ngày còn có kẻ như ngươi. Ta sẽ không nghỉ ngơi. Vậy ngươi hãy xác định cả đời này không nghỉ ngơi đi. Còn chó trung thành nhà người cắn không chết Tôn Ngộ Không ta đâu. Tôn Ngộ Không, đừng quên năm đó chúng ta đã chém đầu sự quyết ngươi. Kết cục hôm nay ngươi cũng sẽ như vậy. Chết. Chó trung thành,
Người còn mặt mũi nói năm đó, nếu không phải vì sư phụ niệm chú cần cổ, năm đó người sớm đã bị ta tiêu diệt rồi. Cái này là ta trả lại cho người. Gậy phá trời. Đùa à? Ai đùa với ngươi? Ngươi không đau? Đã nói rồi, hồn phách của người nương nhờ trên được thể của sói lang, sao có thể chỉ toàn lực trước? Đối diện ta sẽ không có kỳ tích xảy ra đâu. Người chỉ còn chết. Người thật vô tình. Chúng ta đã quen biết 300 năm rồi. Đối với khúc gỗ 300 năm cũng sẽ có tình cảm đấy. Nói lý tịch, đừng có nhiều lời nữa. Ta sẽ giết chết ngươi lần nữa. Ngươi đây là cái hồn không trục. Chiêu này chỉ e rằng sẽ khiến ngươi tan thành mây khói. Chiêu này lẽ nào là Thiên Chu? Chiêu này là chiêu 16 năm trước ngươi đã giết ta. Kết thúc ở đây rồi. Lúc vừa mới bắt đầu đánh, ta thực sự không dùng sức. Nhưng bây giờ ta đã thích ứng được với cơ thể này. Thẳng khá rồi. Hắn phải mà nhanh chóng thoát sạch công kích của ta. Chó trung thành, đến lượt ta. Phân phân phân, 3.000 đại thế giới. Biết nhiều thêm một chút, từ một mình ta biến thành 3.000 người. Sợ chưa? Cùng nhau lên. Đến bắt ta đi. Ta đánh 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 đánh. Ồn ào, thật phiền phức. Phần tán ra, năng lực phòng thủ cũng sẽ trở nên yếu ớt. Đều ta nát cả rồi chứ. Có lẽ vẫn còn một tên. Tên ta sao? Ta ở đây này. Ngươi tuy là có 3 con mắt cũng sẽ nhìn sót. Trò chơi vô vị. Rất tức giận sao? Người cố gắng thích ứng cơ thể chính là sau khi biến nhỏ lại, chạy lung tung khắp nơi sao? Nó to lớn hả? Vậy thì biến thành lớn chơi với ngươi. Đến đi, ba mắt. Cái này chính là thứ người muốn. Luật sức mạnh điên cuồng này. Chính là Tề Thiên Đại Thánh Tông Ngộ Không. Những kẻ trên trời có dũng khí thì xuống đây. Lão tử đánh tan tất cả các người.
cảm giác đánh nhau với thiên chúng thật là tuyệt. Hình như lại trở về giống trước đây rồi. 300 năm trước, thật là lưu luyến. Ngươi còn sức à? Cũng đúng, nhà ngươi chết cũng không tắt thở, không thể dễ dàng chết như vậy được. Tôn Ngộ Không, ta xem nhẹ ngươi rồi. Ngươi mượn cơ thể người khác mà vẫn có thể đánh với ta đến trình độ này. Xem ra công việc lần này sẽ có chút thú vị. Ta một đời đánh nhau bất bại, chỉ có lần đó của 300 năm trước không giết chết đối thủ. Sao? Người muốn ôn lại chuyện cũ à? Tôn Ngộ Không, lực chiến đấu của người là bản năng, là thú tính nguyên thủ nhất. Ta nghĩ rằng người mượn thân thể của sói lang không xứng để ta nghiêm túc chiến đấu. Nhưng bây giờ ta sẽ dùng hết toàn lực giết chết người. Sau khi bị thương, sức mạnh ngược lại không ngừng tăng lên. Dã thú bị bức đến đường cùng, chỉ biết dựa vào bản năng chiến đấu. Đây chính là lúc ta thu phục ngươi. Đừng xem thường ta. Xem ta đây, Cự Linh Trưởng. Tôn Ngộ Không, cho dù ngươi sử dụng pháp thuật gì, kết quả đều giống nhau. Ngươi cuối cùng sẽ chết trong tay ta. Tôn Ngộ Không, ngươi là một đối thủ không tồi, nhưng đấu với ngươi, đây là lần cuối cùng. Bất phục yêu nghiệt như ngươi chính là niềm vui và trách nhiệm của ta. Khuất phục ta, ngươi còn nằm mơ nữa. Ngươi không phá nổi sát trận của ta đâu. Tôn Ngộ Không, ngươi không còn đường thoát rồi. Chịu chết đi. Cái này không phải cơ thể thật của hắn. Hắn đi đâu rồi? Ba nghìn ta, ngươi bắt được bao nhiêu? Tên khốn này, 3.000 phân thân, mỗi một cái đều là thật, nhưng ta lại bỏ qua một cái. Số còn lại tập hợp sức mạnh ngăn cản ta. Ta lại không nhìn ra. Đáng chết, lại bị hắn chơi rồi. Vậy thì Đường Tam Tạng bọn chúng có gì đó không đúng. Ta có phát hiện gì không? Cái gì? Từ lúc bắt đầu bọn chúng không hề cử động. Này, các người đang làm gì? Nghe thấy không? Và chúng không phản ứng. Còn lợn, chơi trò gì vậy? Cái này lẽ nào là
Ta nghĩ ra một điều rất quan trọng. Nghĩ cho những ngày tháng sau, chúng ta nên định ra một vài quy tắc, hoặc đại khái như chiến thuật. Đại sư huynh có ý gì? Trên con đường của yêu quái luôn có những nguy hiểm không ngờ tới. Nhiều lúc nhất định có cơ hội từ từ giải quyết mọi việc. Nếu như sớm tìm ra sách lược, gặp phải phiền phức thì có thể lập tức phản ứng. Ví dụ, con nói con sẽ trở về, mọi người ở đây chờ con. Chính là bảo mọi người nhanh tìm cách tháo chạy. Con sẽ hết sức tìm cách tụ họp với mọi người, hiểu không? Chính là một vài ám hiệu khẩn cấp. Hóa ra là vậy. Huynh phụ trách đánh, bọn đệ phụ trách chạy. Được, đệ tán thành. Đại sư huynh, còn gì khác không? Nhớ cái này trước đã, cái khác từ từ nghiên cứu. Được, thử xem sao. Sau này có lẽ sẽ có nhiều cơ hội. Đây là... Những cái này đều là do các tạo thành tượng người. Tam Tạng đâu? Bọn chúng chạy đến lúc nào rồi? Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới. Hồ này, bản vương nhất định phải báo. Sư phụ, chúng ta chạy rất xa rồi. Bọn chúng có lẽ không đuổi theo nữa. Vậy thì dừng ở đây đi. Căn cứ kinh nghiệm trước đây, bộ không sẽ tìm được chúng ta. Tụ họp lại. Huynh ấy thực sự thoát được Tam Nhãn Thần Tướng sao? Có thể. Cho dù gặp đối thủ khó hơn, nó nhất định sẽ tìm được cách thoát. Ta còn còn nhớ lúc gặp Ngưu Ma Vương không? Nhẫn nại một chút. Tin tưởng Ngộ Không. Không sai. Đại sư huynh lợi hại như vậy, nhất định sẽ không sao. Chúng ta có thể thử nói xấu nó. Ngộ Không, tiểu tử này thật ra rất nhỏ mọn, rất để ý việc người khác nói nó sau lưng. Thật sao? Bác sở sư huynh, nào, thế này cũng làm khó ta quá rồi. Tình cảm của ta và đại sư huynh rất tốt, sao có thể nói xấu huynh ấy chứ? Có điều ta nói cho đệ nghe. Không có việc này, thật sự rất hiệu nghiệm. Bác sở, đệ im miệng, đệ. Đại sư huynh, thế này không thể trách đệ. Được rồi, đừng ổn nữa. Sư phụ, mọi người làm sao mà thoát thân vậy? Chúng ta có Ngộ Tĩnh mà, con quên rồi à? Chỉ là chút kỹ xảo mà thôi. Đại sư huynh, Tam Nhãn Thần Tướng bên kia thì sao? Ta dùng phép thuật phân thân đánh với hắn, bản thân lặng thầm trốn đi. Không biết hắn bây giờ đã phát hiện ra chưa? Ngu ngốc, thật là ngu ngốc. Biểu cảm bây giờ của ba mắt nhất định rất buồn cười. Sư phụ, Bát Giới, Ngộ Tĩnh, chúng ta học rất quả là thiên hạ vô địch. Chơi đùa cho mọi người trời và người rồng quay mong mong. Mọi người vẫn xem được Minh Độc Quyền bởi TV 2. Tôi muốn đi Tây Thiên trả lại kinh cũng không phải chuyện khó nữa rồi. Đại sư huynh, huynh biết chúng ta phải đi Tây Thiên trả kinh. Ta nên nhờ trên cơ thể sói lang, nhìn rõ mọi ngóc ngách, gửi tin thư đến thế giới bên kia, chính là chính nghĩa thực sự. Nhưng mà chỉ có thể dựa vào mọi người rồi, ta cũng không thể tiếp tục mượn cơ thể nữa. Hồn phách xuất khiếu chi thuật. Vẫn ở đây. Sư phụ, Ngộ Không sư huynh đâu? Nó đã đến âm gian rồi. Anh ấy đi rồi. Ngộ Không 16 năm trước đã chết rồi. Hồn phách nên trở về với âm gian. Nếu như miễn cưỡng ở lại dương gian, yêu hồn của nó sẽ không ngừng mục nát biến chất, cuối cùng hóa thành ác linh. Cách làm của Ngộ Không chính là một việc chính đáng mà quỷ hồn nên làm. Chúng ta còn gặp lại huynh ấy không? Trời đất mênh mông, việc không biết được quá nhiều, chỉ cần tin tưởng. Ta nghĩ rằng vẫn có cơ hội. Không sai. Thực ra ta cũng có cảm giác kỳ lạ.
Duyên phận của chúng ta và Ngộ Không chữa hết sẽ gặp lại thôi. Có điều không cần cái này nữa. Ngộ Không đã được tự do, việc của Nam Hải cũng xem như giải quyết rồi. Chúng ta nên tiếp tục lên đường thôi. Không sai. Phải quay lại con đường của yêu quái. Chúng ta vòng qua khu rừng phương Nam, vượt qua biển lớn, có lẽ sẽ càng nhanh đến phía Bắc, lên bờ phía Nam Cự Nhân Quốc. Có điều con đường đó có chút gập ghềnh, cũng không có giúp đỡ nào. Ta còn thấy thế nào? Sư phụ, đi đường nào cũng không sao. Ngươi, Bạch Lang, tôi vừa nãy lặn xuống nước rất lâu, có làm ảnh hưởng đến Kiền Kinh không? Đương nhiên là không rồi. Sư phụ nói Kiền Kinh không phải là thứ đồ bình thường, vì vậy nước sẽ không làm hỏng. Nhưng nó giờ không sáng nữa. Lại bị ta che rồi à? Cái này tối quá rồi. Ta mở ra xem. Tắt rồi, Kiền Kinh. Sư phụ, sao lại thế này? Ta cũng không biết. Kỳ Kinh là Tiểu Vũ. Thế nào, cô ấy chết rồi. Lửa tắt rồi thì tự nhiên là chết rồi. Sư phụ, không thể đốt cháy trở lại không? Vũ hốc. Quan trọng là lửa, không phải đen. Đốt lại cũng không còn là ngọn lửa vĩnh hằng nữa rồi. Đều tại ngươi, là ngươi không bảo vệ tốt Kỳ Kinh. Tệ. Tiểu Vũ, cậu chết thật là thảm. Này, mày ở đây này. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.